Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, gần đây, khi siêu bão Doksuri đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông và cơn bão mới Kanu đang di chuyển về phía biển Hoa Đông, gió mạnh và mưa lớn đã gây ra những thiệt hại và ảnh hưởng lớn cho người dân địa phương, và Bắc Kinh cũng bị ảnh hưởng bởi điều này. Trong những ngày gần đây, mưa lớn với lượng mưa cực lớn đã gây ra thiên tai, trong đó Môn Đầu Câu, Phong Sơn và các khu vực khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Được biết, hàng chục phương tiện ở chùa Trung Môn ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh đã bị nước cuốn trôi, trong khi cầu Tiêu Khánh Hà ở quận Phượng Đài, Bắc Kinh đã được mở để xả lũ. Và trong quá trình phân lũ nước quá dữ dội khiến toàn bộ thân nhịp thứ tư của cầu Tiêu Khánh Hà bị lũ cuốn trôi. Sau khi bị cuốn trôi, 5 phương tiện trên cầu không may bị cuốn trôi vào dòng lũ. Nó có thể được mô tả là một thảm họa lớn đối với phần lớn chủ sở hữu xe hơi. Hiện nay, trên các tuyến đường nội địa không chỉ có xe chạy nhiên liệu mà còn xuất hiện nhiều xe điện năng lượng mới. Hai loại phương tiện này có ứng phó khác nhau khi gặp lũ lụt hoặc vùng có nước sâu. Mưa lớn ở Bắc Kinh, 11 người chết, 2 người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Trụ sở phòng lũ lụt và cứu trợ hạn hán Bắc Kinh cho biết, bị ảnh hưởng bởi cơn bão Doksuri, Bắc Kinh đã hứng chịu những trận mưa lớn liên tục kể từ 3 ngày qua, và phía Tây, Tây Nam và Nam cũng có mưa lớn. Theo thống kê, tính đến 6 giờ ngày 26 tháng 8, đợt mưa lớn này đã làm 11 người chết, trong đó có 2 người hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ thiên tai, 27 người khác mất liên lạc. Trong đó có 4 người mất liên lạc do cứu nạn, cứu hộ và cứu trợ thiên tai. 11 người đã thiệt mạng trong thiên tai, bao gồm 4 người ở quận Môn Đầu Câu, 4 người ở quận Trường Bình, 2 người ở quận Phương Sơn và 1 người ở quận Hải Điến. Trong số đó, một lính cứu hỏa thuộc đội cứu hỏa Hải Điến, thuộc đội cứu hỏa và cứu hộ Bắc Kinh đã không may thiệt mạng trong quá trình cứu hộ, và một số cán bộ thị trấn ở quận Môn Đầu Câu không may thiệt mạng trong quá trình kiểm tra, xác minh. 27 người mất liên lạc bao gồm 13 người ở Môn Đầu Câu, 4 người ở quận Trường Bình và 4 người ở quận Phương Sơn. Trong số đó, khi đội cứu hộ Blue Sky thực hiện các hoạt động cứu hộ và cứu trợ thiên tai Bạch Cao Oa, thị trấn Phật Trang, quận Phương Sơn, 4 người đã rơi xuống nước và mất liên lạc. Theo tin tức mới nhất từ Cục Ứng phó Khẩn cấp thành phố Bắc Kinh, 14 người trong số những người bị mất liên lạc do mưa lớn được thông báo trước đó đã liên lạc được và xác nhận rằng họ đều an toàn. Những nhân viên này là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư lưu vực sông Vĩnh Định và tất cả họ đều làm việc tại nhà máy điện hạ Vệ Điếm ở Môn Đầu Câu. 5 người trong số họ đã trở về công ty an toàn và 9 người trong số họ chọn lại ở nhà máy điện. Tính đến thời điểm hiện tại, đợt thiên tai này đã khiến tổng số 44.673 người tại 13 quận huyện bị ảnh hưởng và tổng số 127.000 người bị đe dọa đã được di rời trên địa bàn thành phố. Thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra đang được thống kê. Lính cứu hỏa Bắc Kinh Phùng Trấn chỉ mới 30 tuổi. Anh ấy đã thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ và cứu trợ thiên tai trong trận mưa lớn này. Phùng Trấn, quốc tịch Hán, sinh ra tại huyện Văn Thượng, Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, có bằng đại học, tham gia công tác cứu hỏa từ tháng 12 năm 2009. Trước khi qua đời, anh là đội trưởng đội đặc nhiệm hạng 1 của trạm cứu hỏa Bắc Anh Hà ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, trưởng trạm Tây Tiểu Anh, chức danh cứu hỏa hạng nhất. Vào lúc 11 giờ 49 phút ngày 25 tháng 8, Trung tâm Chỉ huy đội cứu hỏa quận Hải Điến, Bắc Kinh nhận được tin báo có 3 người bị mắc kẹt trong chợ giao dịch ô tô Trung Liên của trường dạy lái xe Hải Điến do lũ lụt và ngay lập tức cử lực lượng cứu hộ đến hiện trường để ứng cứu. Và lúc 12 giờ 15 phút, khi đội cứu hộ của trạm nhỏ Tây Tiểu Anh đang lái xe đến đường Bắc An thì bất ngờ gặp phải một người bị mắc kẹt trong dòng nước lũ trên núi và ra hiệu cho đội đến giúp đỡ. Chỉ huy Phùng Trấn ra lệnh cho đội dừng lại ngay lập tức để tổ chức cứu hộ, sử dụng xe cứu hỏa để thiết lập dây an toàn bảo vệ tại chỗ, mặc áo phao và dẫn đội tiếp cận những người bị mắc kẹt trong dòng lũ. Trong quá trình giải cứu, do nước lũ dâng cao đột ngột nên một thành viên trong đội đã bị dòng nước xiết cuốn xuống. Bảo vệ đã cố gắng hết sức để đẩy đồng đội của mình đến khu vực an toàn, bất chấp sự an toàn của bản thân. Những người bị mắc kẹt và các thành viên trong nhóm đã được cứu hộ an toàn, còn bảo vệ thì bị lũ cuốn trôi do kiệt sức vì chiến đấu liên tục. Lúc 12 giờ 47 phút,
tổ công tác trên cùng phương tiện và các cán bộ địa phương, quần chúng nhân dân nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Sau 5 giờ cứu chữa hết mình, lúc 18 giờ 22 phút, đồng chí Phùng Trấn đã anh dũng hy sinh. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã hạ cấp và phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 7 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Lượng mưa ở thành phố này có xu hướng yếu dần, dự kiến từ 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 27 tháng 8 sẽ có mưa vừa ở hầu hết các khu vực trong thành phố. Mưa to cục bộ kèm theo mưa to diện rộng ngắn ngày với cường độ mưa mỗi giờ trên 50mm. Nguy cơ xảy ra thiên tai thứ cấp như lũ trên các sông vừa và nhỏ, lũ vùng núi, lũ ống, tai biến địa chất do mưa lớn ở vùng núi và vùng núi nông vẫn còn tương đối cao. Vùng trũng thấp ở các thành phố dễ bị ngập úng, cần chú ý đề phòng. Hiện tại lượng mưa ở Bắc Kinh chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc. Lượng mưa dự kiến sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến Hoài Nhu, Mật Vân và Bình Cổ trong 2 giờ tới. Lượng mưa trung bình ở các khu vực trên khoảng 5-10 mét, cục bộ khoảng 20-30 mét. Cường độ mưa lớn nhất trong giờ là 20-30 mm. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục phát cảnh báo đỏ về mưa lớn và cảnh báo vàng về mây đối lưu nghiêm trọng. Dự kiến từ 8 giờ sáng ngày 26 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 27 tháng 8, lượng mưa lớn ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ suy yếu đáng kể. Những khu vực miền Trung và Tây Hà Bắc và miền núi phía Bắc, Bắc Kinh, Bắc Thiên Tân, Bắc và Tây Hà Nam, Đông và Nam Tứ Xuyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-70mm rải rác ở Bắc Hà Bắc, vùng núi phía Tây Bắc Kinh, Bắc Cát Lâm, Đông Nam Tứ Xuyên và Tây Bắc Vân Nam. Kèm theo mưa lớn ngắn ngày với lượng mưa mỗi giờ tối đa 30-50mm, cục bộ có thể vượt quá 60mm, có nơi có dông, gió giật mạnh hoặc mưa đá như Tây Bắc Hắc Long Giang. Đài khí tượng Trung ương duy trì cảnh báo mưa bão màu đỏ và cảnh báo màu vàng về thời tiết đối lưu nghiêm trọng vào 6 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác tối ngày 26 tháng 8 vẫn còn mưa to đến mưa rất to. Vào tối ngày 25 tháng 8, Văn phòng Tổng cục Quốc phòng và Bộ Quản lý Khẩn cấp đã tiến hành các cuộc họp nghiên cứu và phán đoán chuyên sâu, thảo luận về đánh giá với Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Tài nguyên nước, đồng thời kết nối các tỉnh trọng điểm như Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc thông qua kết nối video để tiến hành phân tích, nhận định luân phiên về thiên tai, lũ lụt trên lưu vực sông Hải Hà, tiếp tục bố trí, triển khai công tác phòng chống lũ lụt và cứu nạn lũ lụt tại các khu vực trọng điểm. Thảm họa lũ lụt ở Bắc Kinh có thể tăng cường hơn nữa. Hôm nay, trời vẫn có mưa xối xả đến mưa lớn ở hầu hết các khu vực của Bắc Kinh vào ban đêm và thảm họa lũ lụt có thể tiếp tục gia tăng. Kể từ 3 ngày trước, một số khu vực ở 3 tỉnh và thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đã hứng chịu lượng mưa cực lớn. Các khu vực lưu trữ và giam giữ lũ lần lượt được mở ra ở Hàm Đan, Hình Đài, Thạch Gia Trang, Bảo Định, Hà Bắc, Phong Sơn, Môn Đầu Cầu và những nơi khác ở Bắc Kinh đang bị lũ lụt và thiên tai địa chất nghiêm trọng. Theo dự báo, ngày 26 tháng 8 vẫn sẽ có mưa to đến rất to ở hầu hết Bắc Kinh, Thiên Tân, miền Trung và miền Nam Hà Bắc, Đông Bắc Bắc Kinh, đồng thời thiên tai lũ lụt có thể gia tăng hơn nữa. Khu vực lưu trữ và giam giữ lũ Đông Điếm đã được mở cửa lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Cục nước Thiên Tân ngày 25 tháng 8 cho biết, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã đưa ra một thông báo rằng, theo dự báo lũ lụt, dòng chảy của các trung tâm mới được xây dựng ở thượng nguồn sông Đại Khánh trong lưu vực sông Hải Hà tăng lên. Mực nước sông Đại Khánh tiếp tục dâng cao, khu vực chứa lũ đã đạt đến điều kiện mở cửa. Quyết định kích hoạt khu vực chứa lũ Đông Điếm từ 2 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Khu vực chứa và ngăn lũ Đông Điếm nằm ở bờ Bắc và Nam sông Đại Khánh tại ngã ba tỉnh Hà Bắc và Thiên Tân, chủ yếu liên quan đến tỉnh Hà Bắc và huyện Tĩnh Hải và huyện Tây Khánh của thành phố Thiên Tân. Tổng diện tích là 379 km2, trong đó Thiên Tân có diện tích 100 km2. Theo kế hoạch mở cửa khu chứa và giữ lũ, phần phía bắc của sông Đại Khánh trong khu chứa và giữ lũ Đông Điếm sẽ được kích hoạt vào lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Sau khi lũ sông Đại Khánh vào tỉnh Hà Bắc trong khu vực chứa và giữ lũ Đông Điếm, nó sẽ bị chậm lại do phân lũ đến Thiên Tân trước và sau. Được biết, các quận Tĩnh Hải và Tây Khánh của Thiên Tân hiện đang tiến hành các công việc chuẩn bị cho việc mở cửa khu vực chứa và giữ lũ Đông Điếm, chẳng hạn như điều chuyển nhân sự, giải phóng mặt bằng khẩn cấp và bảo vệ bờ kè để đảm bảo rằng quân chúng nên sơ tán trước lũ lụt đến Thiên Tân.
Cục Thủy lợi thành phố Thiên Tân đã bố trí nhân sự làm việc với chính quyền địa phương để kiểm tra và loại bỏ các mối nguy hiểm trên các bờ kè bên ngoài khu vực chứa và giữ lũ Đông Điếm và các bờ kè dọc theo sông Đại Khánh, chuẩn bị cho việc mở cửa lưu trữ lũ lụt vào khu giam giữ. Nhiều bảo tàng ở Bắc Kinh tiếp tục bị đóng cửa ngày 26 tháng 8. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, Thư viện Quốc gia và nhiều viện bảo tàng sẽ tiếp tục đóng cửa vào ngày 26 tháng 8. Thư viện Quốc gia sẽ tiếp tục đóng cửa vào ngày 26 tháng 8 và thời gian mở cửa trở lại sẽ phụ thuộc vào điều kiện mưa. Bảo tàng phụ nữ và trẻ em Trung Quốc sẽ tạm dừng tham quan từ ngày 26 tháng 8 và thời gian mở cửa sẽ được thông báo riêng. Đài tưởng niệm chiến tranh chống Nhật Bản của nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng cửa vào ngày 26 tháng 8, giờ mở cửa tùy thuộc vào điều kiện mưa. Những du khách đã đặt lịch hẹn có thể đặt lại chuyến thăm sau khi bảo tàng mở cửa. Thưa quý vị, theo bản tin dự báo bão do Đài khí tượng Trung ương phát đi lúc 6 giờ sáng ngày 26 tháng 8, tâm bão số 6 năm nay Kanun cấp siêu bão vào lúc 5 giờ sáng ngày 26 tháng 8 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách Naha, Okinawa khoảng 285 km về phía đông nam, ở vĩ độ 24,5 độ vĩ Bắc, 129,8 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt 16 cấp, khoảng 52 m trên giây. Áp suất không khí tối thiểu vùng trung tâm 935 HPA, bán kính vòng tròn gió cấp 7 từ 300 đến 360 km, bán kính vòng gió cấp 10 là 100 đến 140 km, bán kính vòng gió cấp 12 là 70 km. Dự kiến Kanun sẽ di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Cường độ đã tăng dần, tiến sát vùng biển phía Nam, quần đảo Lưu Cầu, tiến vào biển Hoa Đông vào sáng ngày 27 tháng 8. Sau đó, di chuyển dần về khu vực phía trung tâm Chiết Giang đến Phúc Kiến, phía Bắc gần bờ biển. Dự báo gió mạnh, từ 8 giờ ngày 26 tháng 8 đến 8 giờ ngày 27 tháng 8, hầu hết biển Hoa Đông và vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư, vùng biển phía đông Đài Loan, eo biển Ba Si, bờ biển phía đông Chiết Giang và vùng biển phía bắc đảo Đài Loan sẽ có cấp 6, cấp 8, gió giật cấp 9, cấp 10. Trong đó, khu vực phía đông nam biển Hoa Đông có thể đạt cấp 9, cấp 12, giật cấp 11, cấp 14. Sức gió gần trung tâm của Kanun là cấp 13, cấp 16 và gió giật từ cấp 17 trở lên. Khoảng 7 giờ sáng ngày 26 tháng 8, ở khu đô thị Ninh Ba, trời bắt đầu mưa, không còn nắng nóng như trước nhưng vẫn ẩm ướt. Cụ thể, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, nhiều mây đến nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi. Riêng ngày 26 tháng 8 có mưa to đến rất to. Ngày 26 tháng 8, gió đông đến đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Ngày 27 tháng 8, gió đông bắc cấp 4. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 26 tháng 8 phổ biến từ 29 đến 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày 27 tháng 8 phổ biến 25 đến 27 độ C. Đến 3 giờ sáng ngày 26 tháng 8, Tương Sơn phát tín hiệu vàng cảnh báo sấm sét và tín hiệu vàng cảnh báo mưa dông. Hiện cụm mây đối lưu đang phát triển ở Tứ Châu, Tương Sơn. Mọi người phải chú ý an toàn trong những ngày bão, đồng thời chú ý đến điều kiện thời tiết và thông tin cảnh báo sớm một cách kịp thời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.